khi mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta xây dựng thương hiệu, chúng ta phát triển thương hiệu thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích là giá sẽ tốt hơn này, lợi nhuận cận biên sẽ tốt hơn này, và sẽ bảo hộ được cho chúng ta sẽ tuyệt vời hơn và sẽ hạn chế được những sự cạnh tranh. Rất nhiều các cái công ty là chúng ta không tập trung đầu tư vào thương hiệu và nhãn hiệu, cho nên là chúng ta hay có xu thế là bán hàng không có thương hiệu, hay là bán hàng là hàng nhái, hàng fake. Thế thì có một cái cặp vợ chồng làm tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp là học trò của tôi, và hai anh chị này trước đây thì bán những cái mặt hàng fake, những cái mặt hàng là không có thương hiệu. Thế và với cái bán hàng như vậy, cái margin của họ nó sẽ rất là thấp, bởi vì là những cái mặt hàng đấy thì ai cũng bán, ai cũng giống như vậy và lại không được bảo hộ. Thế và khi mà những người bán những cái mặt hàng đấy thì cái giá thành nó chỉ khoảng tầm là 110 đến 115 nghìn đồng một cái áo, một cái quần thôi. Nhưng mà khi mà đi học tôi sau đó thì họ đã ý thức được là cần phải xây dựng thương hiệu, cần phải xây dựng được nhãn hiệu, và họ đã đầu tư để đặt thương hiệu mới và đăng ký bảo hộ thương hiệu, và bắt đầu là tập trung là làm bộ nhận diện rồi quảng bá để xây dựng cái thương hiệu riêng cho mình. Và thế là họ đã nâng được cái giá của họ lên. Khi chúng ta đầu tư vào thương hiệu thì chúng ta được là cái giá nó sẽ tốt hơn. Thế và từ đấy rồi thì họ có một cái lợi nhuận nó cũng khác đi. Lợi nhuận của họ đã tăng gấp rưỡi lần, và cái margin đấy nó đã giúp cho họ có được cái hiệu quả doanh nghiệp của họ tốt hơn. Rất nhiều những các cái doanh nghiệp nước ngoài khi mà họ vào Việt Nam đó, thì họ đã sử dụng cái thương hiệu của họ, sau đó họ là gì đặt gia công những cái sản phẩm của Việt Nam, mặc dù là chất lượng vẫn như vậy, kiểu cách rồi mẫu mã có thể vẫn tương tự như vậy đó. Nhưng mà khi mà cái thương hiệu của họ được gắn vào, tôi lấy ví dụ như một cái thương hiệu chẳng hạn như Nike chẳng hạn, vào những cái năm đầu năm 90 họ nhảy vào thị trường Việt Nam, họ đặt gia công của doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Doanh nghiệp may mặc Việt Nam vẫn cái kiểu cách đó, vẫn cái chất vải đó, nhưng mà sử dụng cái thương hiệu của Việt Nam thì bán chỉ được khoảng tầm trên 100.000 thôi, dưới 200.000 thôi. Nhưng mà với cái thương hiệu của Nike thì đã là bán ra thị trường lên đến gần 1 triệu đồng. Như vậy cái sự khác nhau rất là rõ ràng giữa có thương hiệu và không thương hiệu, mặc dù có thể chất lượng không khác nhau, đúng không? Và trên thực tế chúng ta cũng có thể thấy được những cái thương hiệu lớn như là đồng hồ Rolex, hay là những cái thương hiệu là thời trang như là Hermès đó, rồi Lacoste, họ có một cái giá rất là cao, bởi vì là người tiêu dùng phải trả cho cái thương hiệu đấy. Vậy thì khi mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta xây dựng thương hiệu, chúng ta phát triển thương hiệu thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích là giá sẽ tốt hơn này, lợi nhuận cận biên sẽ tốt hơn này, và sẽ bảo hộ được cho chúng ta sẽ tuyệt vời hơn và sẽ hạn chế được những sự cạnh tranh. Đó chính là lợi ích của việc xây dựng thương hiệu. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.